nghịch lý vĩ đại trên thị trường chứng khoán đó là gì? Cổ phiếu tăng trị giá cao thì lại càng tăng cao hơn, còn cổ phiếu giảm trị giá thấp thì lại ngày càng giảm sâu hơn. Nếu mà mọi người chưa bao giờ mua như vậy, hãy thử một lần nhé. Hãy thử đúng một lần thôi, mọi người sẽ thấy sự hiệu quả của nó. Hãy tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất rồi. Chào mừng anh chị đến với kênh Chứng khoán TVI. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong video thị trường. Vậy là chúng ta lại kết thúc một tuần khá nhiều thông tin tác động, đúng không? Từ cuộc họp chính sách của Mỹ rồi của châu Âu, từ câu chuyện của Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách gọi là nới lỏng, đúng không? Đến câu chuyện ở Việt Nam chúng ta có những thông tin về gọi là vĩ mô cũng như là báo cáo về tăng trưởng tín dụng của Việt Nam trong 6 tháng gọi là gần 6 tháng, đúng không? Đầu năm 2024. Và đặc biệt chúng ta có hai thông tin rất quan trọng với thị trường trong tuần vừa rồi. Một là đáo hạn phái sinh tháng 6, và cái thứ hai chúng ta có là câu chuyện cơ cấu của hai quỹ ETF. Và đến thời điểm hiện tại gần như thị trường đã kết thúc quý 2 rồi, và chắc chắn kể từ thời điểm này rất nhiều doanh nghiệp đã có những rục rịch ra kết quả kinh doanh, có thể là một sự tích cực hoặc có thể cũng sẽ là một điều chưa được ưng ý lắm. Do vậy thì Hùng tin rằng các doanh nghiệp bây giờ sẽ bắt đầu phân hóa nhiều hơn đến kết quả kinh doanh của mình, và thị trường đã vượt qua những giai đoạn gọi là cam go nhất, căng thẳng nhất, đúng không? Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng từ giá vàng, từ tỷ giá, từ câu chuyện lãi suất, từ lạm phát, không nhiều người nói về tiêu cực nữa, và Hùng tin rằng bây giờ sẽ là thời điểm mà dòng tiền thông minh họ sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn kể từ thời điểm hiện tại. Do vậy thì điều chúng ta quan tâm sẽ là chúng ta nên chọn cổ phiếu gì. Nếu anh chị đang có những cổ phiếu yếu kém mà chúng ta chưa biết cơ cấu ra sao, thì chúng ta sẽ sử dụng nguyên tắc nào, chúng ta sẽ chọn những cổ phiếu mạnh như nào. Tại vì trong cả giai đoạn vừa qua thị trường đã có nhịp tăng giá rất mạnh, nhưng rất nhiều anh chị em thì cũng chưa kiếm được tiền mấy, đúng không? Có thể mình ngại bán những cổ phiếu yếu, hoặc có thể là mình mua phải những cổ phiếu kém, đúng không, mà nó không tăng giá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cơ cấu ra sao, thì nhân một cái video cuối tuần rất nhiều điều tích cực thì cũng sẽ chia sẻ mọi người trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì vẫn là câu chuyện quen thuộc đô thôi, vì chỉ số chung của chúng ta ngày hôm nay có một phiên đỏ điểm. Tuy nhiên mọi người biết rằng đỏ điểm của cơ sở nó đến từ việc ATC thì khối ngoại họ cơ cấu, hai quỹ ETF họ cơ cấu, và chúng ta khép lại một phiên thì nước ngoài vẫn duy trì ở mức độ bán ròng 1.000 tỷ. Nhưng mà Hùng hy vọng rằng sau ngày cơ cấu hôm nay thì khối ngoại sẽ giảm bớt bán ròng hơn. Rất nhiều người cũng đã đặt câu hỏi cho Hùng, thì Hùng phải chia sẻ mọi người như này. Khi mà MSCI họ thoái vốn thì có thể có rất nhiều dòng tiền họ cũng đánh theo MSCI, hoặc có rất nhiều những quỹ tổ chức họ cũng gọi là có dòng tiền thoát ra, đặc biệt với những Fubon, đúng không? Thì đấy là cái mà chúng ta có thể rõ ràng nhất, và chính điều đó nó tác động đến việc khối ngoại bán ròng ở thời điểm này. Và cũng hy vọng rằng khi mà tỷ giá nó sẽ được kiểm soát thì áp lực bán ròng nó sẽ bớt hơn. Có một điều nhỏ mọi người biết rằng là cái sức mạnh đồng đô la, chỉ số DXY thì trong tuần vừa qua để tăng rất là mạnh sau thông tin một vài cái ngân hàng ở châu Âu, đúng không, họ bắt đầu giảm lãi suất thì làm cho sức mạnh đồng đô la tăng lên. Thì đấy cũng là một cái tôi nghĩ rằng nó sẽ tác động đấy. Nên là vì sao khối ngoại họ vẫn duy trì bán ròng, tại vì thứ nhất là vì chênh lệch lãi suất, thứ hai là đồng đô la vẫn đang mạnh hơn, thì đấy là cái mà người sẽ cần lưu ý. Có một điểm mà anh chị sẽ cần để ý thấy, cái giao dịch của khối ngoại chúng ta thấy rằng nó tập trung gọi là nó dàn trải rất nhiều mã cổ phiếu, đúng không? Do vậy thì Hùng đánh giá đây là một cái sự dòng tiền rút ra một cách cục bộ, và có thể đa số nó sẽ đến từ những quỹ mở là nhiều, nên là chúng ta sẽ cần theo dõi kỹ ở thời điểm hiện tại nhé. Hy vọng ở nước ngoài họ sẽ giảm bán ròng, đúng không? Và với việc thị trường đóng tuần ở mức 1.282 điểm, độ rộng thị trường ngày hôm nay thì đa số gần như là không có gì thay đổi, vẫn mã đỏ nhiều hơn, 234 mã đỏ và 185 mã xanh, và thậm chí dòng tiền bây giờ thì upcom còn đang mạnh hơn. Với việc index có một phiên điều chỉnh khối lượng cạn kiệt, nhưng mà Hùng nói rồi đa số giảm điểm đến từ ATC, thì điều đặc biệt là ngày hôm nay điều tích cực đầu tiên Hùng chia sẻ mọi người là thị trường của chúng ta bây giờ chỉ còn 3 phiên phối, đúng không? Chúng ta đã theo nguyên tắc xóa phiên phối, chúng ta đã xóa được hai phiên xa nhất trong vòng 22 phiên, đúng không? Nếu mà chúng ta sẽ luôn đếm phiên phối trong vòng 22 phiên, và với việc thị trường còn 3 phiên phối thì hy vọng là thị trường nó sẽ có một sự bứt phá tốt hơn về giá trong thời gian tới, khi mà index đã có một tuần đi ngang. Phải khẳng định đây là một tuần đi ngang và khá là tích cực, đúng không? Nếu mọi người mở nến tuần của chỉ số chung thì có lẽ mọi người cũng sẽ thấy rõ điều đó, đúng không? Một cây nến doji rút chân, một cây doji rút chân,
chuồn chuồn, đúng không? Và nó cũng thể hiện cái sức mạnh tốt của mình. Cái trendline kênh của hai kênh giá song song thì nó vẫn đang được giữ vững, và hỗ trợ đầu tiên của thị trường thì nó sẽ là vùng 1270, cái vùng mà cả tuần vừa qua thị trường test lại và đều test thành công. Do vậy thì khả năng cao thị trường sẽ hướng về mốc 1300, thậm chí là nó sẽ công phá cái mốc này, và hỗ trợ xa hơn thì nó sẽ là 1250. Và ở thời điểm hiện tại mình đánh giá rằng thị trường xấu nhất thì nó sẽ vẫn là một thị trường phân hóa thôi, và nếu thị trường chỉ cần giảm mạnh phát thì chắc chắn cầu nó sẽ vào thị trường, nên anh chị không cần quá lo lắng. Xu hướng tăng nó vẫn được tiếp diễn, nên là chúng ta vẫn tập trung cho việc chọn lựa cổ phiếu. Hùng sẽ dành thời gian để phân tích từng nhóm ngành cổ phiếu dẫn dắt, đúng không? Chúng ta sẽ đến đầu tiên là FPT, đúng không? Có lẽ thì sóng này ngày nào Hùng chia sẻ mọi người Hùng cũng nói về FPT và ngày nào nó cũng tăng, đúng không? Và ngày hôm nay FPT thì nó đóng cửa vượt đỉnh thời đại tiếp tục. Đây không biết là lần vượt đỉnh thứ 69 chưa, đúng không? Và chúng ta có 3 nến tuần tăng liên tiếp và khối lượng tăng, thì Hùng đánh giá rằng FPT có thể nó sẽ tạo ra một cái sự bứt tốc về giá trong tháng tới, sức mạnh của nó cực kỳ tốt, đúng không? Mọi người không cần quá lo lắng cổ phiếu này. Thì cái target của TVI sau chia thì Hùng ghi mốc đầu tiên là 140-145, thì có lẽ là chắc là chúng ta sẽ giữ tiếp, đúng không? Tại vì thực ra là nó chưa có dấu hiệu xấu nào cả, thực sự là chưa dấu hiệu xấu nào cả. FPT vẫn đang rất mạnh, cực kỳ mạnh luôn, anh chị có thể tiếp tục nắm giữ dùng nha. Đấy là về FPT. Và với việc FPT thì nó tăng giá, mọi người thấy không? Phiên ngày hôm nay rung lắc đóng cửa cao nhất phủ lấp hết gì biến động ngày hôm qua. Hôm qua thì rất nhiều người có lo lắng, bảo Hùng là nến cụt đầu có sợ không. Hùng bảo là từ lúc đi lên thì không biết bao nhiêu cái nến cụt đầu luôn. Do vậy thì nó vẫn tăng. Mọi người nhớ rằng cái đỉnh cao trào của một cổ phiếu ấy, nó không bao giờ kiểu nến cụt đầu đâu. FPT bây giờ Hùng nói thật sự mọi người luôn ấy, khi nào nó sàn mới bán được thôi. Sàn 2 cân thì 2 cây mới bán được. Chứ còn nếu mà nó kiểu von mà cứ duy trì khoảng 70 triệu thì nó còn lên nữa, thật sự mọi người luôn, tại vì nó rất mạnh. CMG một cổ phiếu ăn theo FPT, đúng không? Chúng ta có một cái nền nến ngày của CMG thì hơi không được đẹp lắm, nhưng nến tuần ở CMG chúng ta đã có 2 tuần tích lũy vùng này, và đây là vùng đâu đó tầm khoảng 10-15 phiên giao dịch rồi. Đấy, thì mọi người nhìn CMG thì nó tạo ra một cái nền giá, mọi người giá là khá đẹp đây mọi người nhìn. Nếu mà bỏ qua cái nến kia thì mọi người thấy đây là một nền giá rất đẹp, vùng 67 đến 72, thì đây là vùng mà Hùng có khuyến nghị mọi người có thể tham gia của anh vùng đá này. Thì thực ra mọi người để ý rằng sau hai phiên khối lượng lớn thì CMG đương nhiên nó phải siết von trở lại, và chúng ta thấy rằng sau đó thì những phiên giảm điểm thì khối lượng thấp và phiên tăng điểm thì khối lượng cao, đúng không? Mặc dù ngày hôm nay thì nhìn có vẻ nến cụt đầu thì hơi xấu, nhưng mà mọi người nhớ vừa nhớ câu chuyện FPT rồi, đúng không? Nên là anh chị không cần quá lo lắng, mọi người tiếp tục nắm giữ. Và nhóm công nghệ vẫn được coi là nhóm mạnh mẽ nhất thị trường ở thời điểm hiện tại và chưa có dấu hiệu gì xấu đi. Nhóm cổ phiếu bán lẻ ngày hôm nay thì chúng ta lại có FRT tiếp tục vượt đỉnh, và FRT thì lại là một cây vượt đỉnh gì ạ? Một cây vượt đỉnh cụt nền, đúng không? Một cây vượt đỉnh cụt nền. Thì không biết nó có giống đợt này hay không, thì cũng đang hy vọng ở đợt này nó sẽ không giống, đúng không? Và chúng ta thấy rằng gần như FRT cứ vượt đỉnh phiên nào là nó lại cụt đầu phiên đấy. Nhưng mọi người để ý rằng gì ạ? Là FRT nó vẫn vượt đỉnh. Đấy. Nó vẫn tạo đáy sau cao đáy trước. Đấy là điều thú vị của cổ phiếu này. Đây là điều thú vị của phía này. Nếu mọi người kể trên line đây, đấy là điều thú vị của FRT, mọi người thấy không? Càng lên thì càng mạnh, càng lên càng khỏe. Và thực ra thì đây là một cái mẫu hình rất mạnh của thị trường chung, đó là nền giá. Ngày xưa mới gọi là nền tảng, trồng trên nền tảng. Và thực sự thì theo ông đánh giá thì với FRT ở cái giai đoạn hiện tại thì anh chị tiếp tục nắm giữ nó, và nó chưa có dấu hiệu gì xấu đi đâu. Và khả năng cao vẫn tin rằng FRT nó sẽ chinh phục cái mốc 200. Thực ra trong vùng VIP khách hàng TVI Hùng mới tặng để target 190 thôi, thì trong video cuối tuần này thì Hùng hy vọng là FRT nó sẽ vượt qua, tiến về mốc 200. Tại vì đây là cổ phiếu Hùng đánh giá TVI thì rất cao, Hùng tôi đã phân tích cả một năm vừa rồi cho mọi người, đúng không? Anh chị có thì nắm giữ, và Hùng tự tin rằng là chắc là từ cái vùng này chắc là chả có đội nhóm nào dám khuyến nghị FRT, và chắc khuyến nghị đây chắc lên đây bán hết, đúng không? Còn chúng ta thì vẫn bảo lưu quan điểm đây là một cổ phiếu rất mạnh của thị trường, và anh chị nếu được nắm giữ, và với việc nó tạo ra cái dạng nền tảng trồng trên nền tảng thì Hùng cũng hy vọng được FRT nó sẽ có một cú nước rút trong cái sóng tăng này nữa. Đấy là phải chia sẻ với mọi người, đấy là về FRT. MWG thì nó cũng có dạng như vậy, nó cũng đang là hai nền chồng lên nhau, nhưng MWG thì nó vẫn bị một cái nhược điểm, đó là khối ngoại bán ròng. Và cái thứ hai, nếu mọi người để kỹ rồi sẽ thấy đó là gì, là MWG thì cái von vào nó vẫn khá yếu. Mọi người biết rằng một cổ phiếu khi tích lũy khoảng 2-3 triệu, 5 triệu thì cái nổ von của MWG thì chắc nó phải tầm, nghĩ phải tầm 10-15 triệu thì nó mới vượt đỉnh được. Còn nếu mà von mà cứ khoảng 5-7 triệu thì nghĩ là khó vượt đỉnh, và đúng là MWG thì nó lại quay sang có điều chỉnh. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nhá. Nhưng mà nhóm bán lẻ thì vẫn là nhóm Hùng khá là thích, Hùng đánh giá rất cao trong cái sóng tăng này.
Nhóm cổ phiếu tiếp theo thì chúng ta có thể nói luôn về nhóm thép ngày hôm nay, đúng không? Hòa Phát thì đi ngang. Hòa Phát thì do câu chuyện tái cấu của ITS, như mọi người biết rằng là Hòa Phát thường thì nó sẽ chọn cho tài khoản lớn, đúng không? Hoa Sen, Nam Kim thì cũng đang tích lũy, Nam Kim có vẻ xấu hơn. Nam Kim thì có lẽ là cổ phiếu yếu nhất trong dòng thép rồi, nếu mà có chắc khả năng là nên bán. Còn cổ phiếu hay nhất thì có lẽ là GDA, một cổ phiếu rất mạnh của chúng ta. Hôm đoạn này đi, Hùng không khuyến nghị bất kỳ cổ phiếu nào rồi, Hùng không khuyến nghị GDA nữa. Đoạn này Hùng không khuyến nghị GDA, nhưng mà không bất kỳ cổ phiếu nào. Tại vì thực ra GDA thì nó tăng rất mạnh rồi, phòng khuyến nghị mọi người vùng 28, 29 đúng không? Và đến bây giờ thì gần như lúc chúng ta ra video thì nó chỉ mất chắc tầm khoảng 2, chắc là 1 tuần, 2 tuần nó tăng phát 20%. Đấy, anh chị có hay nắm giữ thôi. Cổ phiếu này thì Hùng nghĩ là ở mức định giá này thì Hùng thấy là có vẻ như nó cũng khá là hợp lý rồi. Tại vì lúc đầu thì Hùng có bảo Hùng với Tuấn Minh có trao đổi với nhau, thì Tuấn Minh có bảo là em nghĩ là chắc là tầm khoảng 36-40, thì đoạn này là cũng gần 40 rồi, thì chúng ta sẽ lưu ý anh chị có hay nắm giữ thôi. Nó vẫn rất mạnh nhóm thép. Nhóm ngân hàng thì là nhóm rất quan trọng của chỉ số, và phải nói là nếu ngân hàng không tăng thì chỉ số gần như khó mà tăng được. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có VPBank sau phiên bật ngày hôm qua thì vẫn đang duy trì nền đi ngang. Hôm nay có Sacombank thì đã có lúc trong phiên thì có dấu hiệu tăng trở lại, nó vượt qua vùng 31. Đúng không? Nhưng mọi người nhớ rằng Sacombank thì Hùng vẫn theo dõi và TVI vẫn theo dõi, cái này Hùng có nói mọi người rất rõ rồi. Nhưng mọi người nhớ rằng cái cản này của Sacombank là một cản rất mạnh chứ nó không phải là cản nhẹ. Khi nào Sacombank nó vượt qua cái cản này thì Hùng nghĩ là nó sẽ tăng được, còn nếu mà nó không vượt qua được cản này thì Hùng nghĩ là nó sẽ lại quay đầu thôi. Đấy, đây là một cản quan trọng. Và mọi người nhớ rằng mọi người sẽ chấp nhận mua sang manh cao, chứ mọi người đừng mua đoạn này. Tại vì nếu mà nó cao hơn thì chúng ta sẽ ok hơn, mọi người hiểu không ạ? Tại vì lúc đấy là cổ phiếu vượt đỉnh, nó mạnh mẽ hơn, nó tạo ra một sóng mới, đúng không? Còn ở cái giai đoạn này, khi mà sang manh nó đang tiệm cận đỉnh cũ thì chúng ta sẽ theo dõi, nhưng mà chúng ta sẽ không nên mua sớm. Đấy là cái quan điểm của cá nhân Hùng nhá. Ngân hàng thì Techcombank thì sau chia thì ngày hôm nay thì nó có dấu hiệu điều chỉnh. Cái này thì Hùng cũng có nói rất nhiều anh chị rồi. Tại vì sao Hùng không thích lăn chốt? Tại vì thường lăn chốt bật tăng xong thì nó còn cũng sẽ quay lại lấp cái gáp ngày trước chốt thôi. Ngay cả FPT mọi người nhớ vì sao chúng ta mua được? Tại vì FPT lấp gáp nên ta mua được, rất là may mắn. Chứ nếu nó không lấp gáp chúng ta không mua được đâu, đúng không? Rất may là FPT lấp gáp, nhưng mà thường thống kê nó sẽ như thế, đúng không? Thì với Techcombank thì Hùng nghĩ là đánh giá là có thì mọi người có thể tiếp tục nắm giữ được nhé. ACB tương tự như vậy, có hay nắm giữ được. Nhưng mà thực ra thì nhóm ngân hàng thì Hùng đánh giá đây vẫn là nhóm mà nó bị một cái hạn chế nhất định với thị trường ở đoạn này. Và Hùng vẫn nghĩ là sóng này thì ngân hàng nó khó để có thể lead được cả thị trường. Nó sẽ vẫn tăng ở những thời điểm quan trọng để đẩy chỉ số cao hơn, nhưng để nó lead được thì Hùng nghĩ là khá khó. Hôm nay thì có Vietcombank và BID đã có lúc trong phiên hồi phục thì đẩy cho chỉ số tăng, nhưng mà cuối cùng thì BID, Vietcombank không duy trì đà tăng của mình vào cuối phiên. Vâng, hai cổ phiếu này thì nó đang nằm ở trên ở hỗ trợ, SHB tương tự như vậy nha. Với nhóm ngân hàng thì giá đây vẫn là một nhóm yếu của thị trường. Đấy, nó có một vài cổ phiếu xuất sắc hơn thôi, nhưng mà để nói mua thì vẫn không ưu tiên lắm. Ở nhóm cổ phiếu tiếp theo mà chúng ta chia sẻ với nhau là nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì sao? Thì chứng khoán nhỏ thì nó vẫn đang có sự tích lũy. Thì hôm nay thì VDS thì nó chia cổ tức, đúng không? Nên là nó vẫn duy trì nền giá đi ngang thôi. BVS thì cũng có dấu hiệu phục hồi, nó tạo ra cái nền nhỏ ở đây. CTS thì tương tự như vậy, và FTS thì cũng tương tự như vậy. Những cổ phiếu nhỏ thì đang tích lũy, nhưng ở đây Hùng muốn chia sẻ với người như này, tức những con sóng mà nó hoàn chỉnh thì bao giờ ngân hàng nó cũng sẽ tăng, đúng không? Nhưng mà ở sóng này Hùng đang thấy là ngân hàng tăng một nhịp rồi, và Hùng đang suy nghĩ là không biết ngân hàng nó kéo tiếp không, nên anh chị có thì sẽ lưu ý. Và đoạn này thì Hùng mở mua mới ngân hàng, mở mua mới chứng khoán thì Hùng sẽ hạn chế nhá. Hùng vẫn sẽ nốt của về chứng khoán thôi, nhưng mà nghĩ là mọi người chỉ nên phân bổ khoảng 10% thôi. Còn để chúng ta mua mới đoạn này Hùng nghĩ là cũng nên phải cân nhắc. Tại vì sao? Tại vì nhóm chứng khoán nhỏ dù gì nó tạo ra một cái đỉnh ngắn thời gian rồi, nên đoạn này để nó lên được nó sẽ phải tích lũy khá lâu. Điển hình nhất là VDS, tại vì trên cây này nó có một cây nến cụt đầu khá mạnh ở đây, mà để nó vượt được thì nó sẽ phải mất thời gian để nó quay lại cái nền giá này. Và Hùng nghĩ là anh chị không nên mua mới ở đoạn này, mặc dù trong gói nhỏ có MBS, Hùng thấy là chắc là khỏe nhất. Một cổ phiếu mà nằm trong whitelist của chúng ta từ đầu sóng đến giờ cũng chưa loại đi bao giờ. Đấy, thì nó rất mạnh, nhưng mà Hùng nghĩ là để mua mới đoạn này thì cũng rất là hạn chế. Mặc dù là Hùng có nói mọi người là nếu mà VDS, MBS mà nó test được 32 thì Hùng nghĩ là thăm dò được để mua một cổ phiếu chứng khoán được. Nhưng mà nói thực sự, cái nhóm ngành chứng khoán vẫn đang là một nhóm ngành không quá mạnh của thị trường đâu. Nó chỉ có 1-2 cổ phiếu thôi. Còn đương nhiên những cổ phiếu lớn trong chứng khoán như của ESI, SHS thì gần như là nó vẫn đang
khá là bàng quan với cái việc mà thị trường đứng ngoài luôn quá trình tăng giá vừa rồi. Đấy, thậm chí bắt đầu xuất hiện một vài cổ chứng khoán còn đang diễn biến xấu luôn đấy. VX thì còn thủng đáy rồi, thủng đáy rồi. Cổ phiếu này rất nhiều anh chị đợt trước hỏi Hùng bảo không tham gia. Nhóm cổ phiếu xuất khẩu là một nhóm rất quan trọng của thị trường, thì chúng ta sẽ nói về dệt may trước, TNG. TNG thì ngày hôm nay thì xuất hiện một phiên bật trở lại nền, nhưng mà Hùng đánh giá rằng TNG thì tạm thời nó vẫn đang có một cái nền ổn ở vùng này. Chúng ta sẽ theo dõi cái nền này trong thời gian tới, đúng không? Nó chưa phải là quá xuất sắc, nhưng mà cái nền này Hùng đánh giá là một nền ổn, chúng ta sẽ chờ đợi xem. Tại vì nhóm xuất khẩu dù gì cũng là nhóm Hùng nghĩ là kết quả doanh quý 2 này tích cực, đặc biệt là nhóm dệt may. TCM thì rõ ràng rồi, TCM ngày hôm nay thì giảm một khối lượng lớn, thì Hùng đoán là chắc là tuần sau thì nó về vùng 50-49 nó lại dừng chân đấy mà. Tại vì nó là ba nền chồng với nhau mà nó chưa bứt tốc được thì chắc khả năng cao nó sẽ rũ. Đoạn này thì mua mới thì mới phải cẩn thận thôi. VGT hôm nay cũng bật, nhóm dệt may cổ phiếu này có game thoái vốn, HTG một cổ phiếu cũng điểm rất nhiều lần rồi, nó tăng lên tăng xuống. VPH cơ, Phong Phú cơ, đây mới là dệt may, còn kia là cả Phong Phú hôm nay lên rất mạnh. Nói chung nhóm dệt may, ông nghĩ là đây là nhóm này quý 2 là tăng trưởng mạnh đấy, phải chia sẻ là như vậy. Gỗ thì Phú Tài vẫn đi ngang thôi, bật VCS thì tiếp tục có một phiên điều chỉnh khối lượng thấp, Hùng đánh giá tích cực với cổ phiếu này. Và tuần sau thì VCS thường thì mọi người biết là Hùng giao dịch VCS thì chắc hơn 10 năm rồi. Thì VCS là một đặc điểm mà kiểu doanh của nó thì nó sẽ ra rất sớm, Hùng đoán nó chắc là ngoài 30 tháng 6, khả năng cao quanh đấy. Chắc là anh Năng cũng sẽ ra báo cáo VCS thôi, và Hùng đang chờ đợi xem báo cáo VCS như thế nào. Và hy vọng là với việc cái đà tăng mạnh này thì VCS kết quả doanh của nó thì nó sẽ cũng cải thiện cùng, nghĩa là như vậy. Nhóm Phosphor đúng không, xuất khẩu hóa chất, chúng ta có Đức Giang. Tuần này là một tuần điểm mua rất đẹp của Đức Giang, và tuần này thì TVI cũng đã điểm mua cho anh chị khách hàng mình một mẫu hình cốc tay cầm, một khối lượng lớn, đúng không? Còn target của Hùng với Đức Giang thì sẽ là 140-150 tùy cái biên, lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp nhé. Anh chị có hay nắm giữ thôi. Ngày hôm nay thì là phiên hàng về hấp thụ rất là tốt, đúng không? Tại hai phiên rồi, hai phiên đều hấp thụ được đấy, thì Hùng đánh giá hy vọng của Đức Giang nó sẽ tạo ra một đà tăng giá mạnh này, đoạn này đang giống với phiên này. Đấy, thì sau đó tới đây nó sẽ tạo ra một đà tăng giá mạnh với Đức Giang, Hùng hy vọng là thế. Tuy nhiên target nhịp này nó không thể như cái giai đoạn trước 100-130 được, đúng không? Thì chắc là kỳ vọng 150 thôi, thì chúng ta sẽ tính tiếp nhá. Đấy là với Đức Giang. CSV, một vài anh chị cũng hỏi Hùng, thì Hùng đánh giá nó vẫn đang đi ngang thôi, nó cũng chưa có gì mới nhá, chưa có gì mới. Nhóm dầu khí là một nhóm thì phân hóa khá cao, BSR thì rất là mạnh, đúng không? Tuần vừa qua thì bật trở lại. PLX thì kéo về đỉnh, và chúng ta có OIL tăng rất mạnh trong tuần qua. Tổng công ty dầu Việt Nam và cổ phiếu này có vẻ nó cũng có câu chuyện gì đó, cũng chưa rõ là câu chuyện lắm, nhưng Hùng đánh giá là đồ thị thì rất là mạnh. Còn những cổ phiếu khác như PVS thì thực sự ngày hôm nay thì PVS suýt bục, PVS thủng 43 Hùng nghĩ là xấu, và hôm nay nó chạm đúng 43 thì tuần sau nó sẽ cần phải phục hồi nhé. Đấy là cổ phiếu nằm trong quỹ rổ danh mục thì phải, thì chắc là cuối tuần rồi họ cơ cấu. Nhưng mà nhóm dầu khí thì thực sự là chắc là nó cũng sẽ khá yếu, và kết quả doanh quý này Hùng đánh giá chắc chỉ có PVS thôi, còn những cổ phiếu khác thì chắc là sẽ là khá khó. Cảng biển, vận tải biển, ta PVChan thì thủng vùng 30 thì yếu rồi, chắc là nó sẽ tạo nền giá mới, tích lũy quanh cái vùng MA 50, quanh vùng 29, đúng không? Cổ phiếu này thì cũng không ưu tiên lắm. HAH, nếu mà nó trong cảng biển, HAH có lẽ là cổ phiếu khá là mạnh, nhưng mà cổ phiếu này thì có một nhược điểm là thanh khoản giao dịch quá nhiều, cổ phiếu có trăm triệu, doanh nghiệp có trăm triệu phải lưu hành, mà doanh giao dịch một tuần đến 30 triệu, 30% công ty, nên vì sao không chọn. Mặc dù mọi người biết là đoạn đầu thì Hùng là một trong những người nốt HH ở đoạn này, đúng không? Nó là đoạn 42 trước chia, đây là giờ chia xong là 36. VOS đúng không? Cũng tích nền khá nhiều về cảng biển. Mọi người cũng bắt đầu nói về cảng biển, nhưng Hùng nghĩ hay chắc là Hùng sẽ không ưu tiên nhóm này. Vic đúng không? Vic thì nó đang tích lũy vùng phía dưới đúng không? Tạm thời nó đang dừng chân, thì hy vọng là Vic nó sẽ dừng chân và tích lũy quanh vùng này. VRE thì thủng đáy liên tục, chắc là khả năng Vinhome bán xong, Vic bán xong thì chắc khả năng là thả thôi, khá xấu. Nói chung là những doanh nghiệp gọi là Vic thì thực sự rất yếu kém.
Novaland này, Novaland xấu quá, bất động sản phá ra thủng đáy liên tục. Không nghĩa bất động sản có ai bán thôi. Những cổ phiếu này không thể giữ trong danh mục, nó quá yếu. Thực sự ông nghĩ là nhóm bất động sản ai cầm nhóm này sẽ rất là mệt. HDC rồi nhiều lắm. NHA biết tăng. NHA thì tăng, cổ phiếu này có vẻ khá lạ lại đi ngược dòng. Đạt Phương cũng là một cái lạ ở dòng này, Nhà Từ Liêm cũng là lạ ở dòng này. Thế bây giờ TCHHS cũng lạ ở dòng này. Nói chung là với bất động sản thì mình giá không ưu tiên. Đa số là yếu, đa số là yếu, rất nhiều với thùng đáy. Ở nhóm cuối cùng phải Blue Chip đang là Mansan đang tích nền. Ngày hôm nay Mansan này suýt bật được, đúng không? Mansan suýt bật được, nó đang tạo một cái nền nhỏ ở vùng này thì hy vọng ở đoạn này thì nó sẽ tích lũy lại. Thế Mansan gì cũng cổ phiếu MCH nó rất là đẹp, con của Mansan nó rất là khỏe nên khả năng cao là Mansan chắc là sẽ không vấn đề gì. Mansan này chúng ta có Vinamilk, Sabeco cũng vậy, đúng không? Những cổ phiếu đang điều chỉnh. Nói chung là thị trường thì mọi người thấy là các nhóm ngành khá là phân hóa, và thực ra nếu mọi người để kỹ thì cái sóng này nhiều phiếu upcom tăng kinh, đúng không? Rất nhiều cổ phiếu, nhưng mà mình chia sẻ mọi người là không phải cổ phiếu nào chúng ta tham gia được hết, đúng không? Cơ hội thì không phải lúc nào chúng ta cũng có được, quan trọng nhất là chúng ta chọn lựa đúng cổ phiếu thôi. Để phải chia sẻ mọi người như vậy. Đấy là gì về thị trường và các nhóm ngành và đánh giá sóng này, nó vẫn là một sóng phân hóa. Cách đây hơn một tháng khi mà Hùng có chia sẻ với chị em TVI là sóng phân hóa thì cũng 2 tháng quá. Và lúc ấy Hùng cũng có chia sẻ trên mạng xã hội thì rất nhiều người có cười vào sóng này tăng rất là mạnh, thị trường phù chữ V mạnh như thế vào sóng phân hóa, đúng không? Thì lúc đấy thì rất nhiều người nghi ngờ, đến giờ mọi người thấy thực sự đây là một sóng cực kỳ phân hóa. Tại vì sau này mọi người sẽ biết rằng những chữ V hình thành lên thì không bao giờ tạo ra một sóng mạnh, mà nó sẽ là một sóng phân hóa. Và thị trường giai đoạn vừa qua, 2 tháng vừa qua thì đúng là sóng tăng, nhưng gần như nó đang là một cái nền tích lũy của nó. Đấy, mọi người để ý không? Đây là một nền nhỏ index, đây là một nền nhỏ index và đây là một nền nhỏ index. Nó gần như ba nền giá nó chồng lên nhau với chủ index. Tại vì thường những giai đoạn mà thị trường sóng chữ V ấy, đấy mọi người để ý, ví dụ như tháng 2 năm 2021 thì nó cũng như vậy. Đấy mọi người thấy không? Tháng 2 năm 2021 nó cũng như vậy, nó cũng tạo ra những con sóng đây, sau đấy nó phải đi ngang rất lâu nó mới để đi ngang tháng 3, cả một tháng luôn, mọi người biết không? Đi ngang cả một tháng nhé, đi ngang một tháng luôn. Chứ nó khác gì index bây giờ hồi chữ V xong đi ngang một tháng đâu, đúng không? Hoặc là kể cả cái đoạn này khi mà giường nó hồi lên, nó hơi lên một mạch, đúng không? Sau lại thấy không dĩ vũ rũ VCP một đoạn rất là dài mới lên được. Đấy, thì bao giờ cũng vậy. Đấy, thì ví dụ như năm, nếu mà ở kỹ năm 2019 cũng thế, cũng là năm giường đi ngang. Nhưng ở đây muốn nói mọi người, ví dụ như cái giai đoạn mà Biển Đông nó cũng là một giai đoạn mà thị trường như vậy. Khi mà thị trường hồi chữ V, mọi người thấy không? Về đoạn này đấy, mọi người thấy không? Cứ đi lên nó cứ giữ, đi lên giữ, đi lên cứ nền chồng nền liên tục. Đấy, sau đoạn cuối nó mất tốc mạnh về chỉ số chứ nó không tạo ra một nhịp tăng giá bỏ rơi khoảng 10-15 phiên giao dịch. Đấy, thì bao giờ cũng vậy, thị trường chung thì đây những đoạn này thu hồi chữ V, vừa về lên nó cũng đi ngang một tháng. Đấy, thì bao giờ cũng vậy nên rất nhiều người nghĩ là kỳ vọng là thị trường nó sẽ tăng mạnh luôn, tất cả nhóm ngành tăng, đấy không có, chắc chắn rồi, nó không có điều đấy. Nó là một sóng phân hóa mà, nó là một sóng phân hóa. Thì ở ngày hôm nay thì câu hỏi Hùng gặp rất nhiều trong giai đoạn vừa qua, và thậm chí Hùng cũng chia sẻ rất là chân tình trong room VIP khách hàng của TVI. Hùng cũng chia sẻ mọi người, tại vì đợt này thì nói thật sự mọi người là cũng có rất nhiều anh chị em thì cũng tham gia room VIP cộng đồng của TVI. Rất nhiều anh chị em tham gia VIP cộng đồng TVI và chia sẻ mọi người như vậy. Rồi, đoạn này thì toàn vào chúc mừng thôi, TVI thì rất nhiều. FPT vượt đỉnh liên tục, Hùng đang trêu mọi người target lên 200. Thì ở đây thì Hùng phải chia sẻ mọi người như này, tức là đây thì đoạn này thì câu hỏi rất nhiều người có hỏi Hùng là chọn cổ phiếu như thế nào, mọi người hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay Hùng cũng chia sẻ mọi người một chút về cách chọn cổ phiếu, đúng không? Cách chọn cổ phiếu và cách mọi người cơ cấu tài khoản. Thế như buổi sáng nay Hùng trả lời trong, Hùng chia sẻ trong room VIP của TVI đấy, mọi người nên chọn cổ phiếu cơ cấu như thế nào, mọi người chọn định nghĩa cổ phiếu mạnh ra sao, mọi người tìm mẫu hình nào là mạnh nhất và sau đó mọi người mua như thế nào. Đấy thì cũng chia sẻ mọi người đấy, ví dụ câu hỏi là mọi người cần cơ cấu tài khoản thì hôm nay cũng sẽ chia sẻ mọi người một chút trong cái video cuối tuần này nhá. Thì đầu tiên thì cũng chia sẻ mọi người như này, tức là trong giai đoạn hiện tại thì với những anh chị nào cầm cổ phiếu yếu, cũng sẽ nói cầm cổ phiếu yếu, ví dụ dòng ngân hàng, dòng bất động sản này, hoặc là kể cả chứng khoán, đa số phiếu rất là yếu mà cổ phiếu nó cứ thị trường cứ tăng, cổ phiếu không tăng, nó thủng đáy liên tục, thì khuyên mọi người như này, với những anh chị nào mà chưa cơ cấu được tài khoản thì mọi người nên sử dụng nguyên tắc gia yếu vào mạnh của TVI. Gia yếu vào mạnh tức là gì?
Ra yếu là gì? Là bán cổ phiếu yếu, đúng không? Vào mạnh là gì? Là mua vào cổ phiếu mạnh. Vậy thì mọi người sẽ nhớ chung cái nguyên tắc này. Nếu mọi người đang cầm những cổ phiếu yếu kém thì mình sẽ bán bớt một phần cổ phiếu đấy đi, mình mua sang những cổ phiếu mạnh, là những cổ phiếu tăng giá, là những cổ phiếu vượt đỉnh, là những cổ phiếu nằm trong xu hướng tăng và đang là những tên tuổi gọi là mạnh nhất thị trường ở thời điểm này. Và mọi người bỏ đi những cổ phiếu nó giảm sâu liên tục, những cổ phiếu làm mọi người thua lỗ, đúng không? Đấy là khuyên cá nhân Hùng. Thì cách mọi người bán sẽ như này, tại vì trong giai đoạn này thì thị trường nó phân hóa, nên là những cổ phiếu yếu mọi người thì dòng tiền nó chưa chọn thì nó sẽ cứ giảm dần theo mỗi phiên ấy. Trong phiên có lúc nó phục hồi. Và thực ra những cổ phiếu kiểu như Dick, Shell hay là vài cổ phiếu chứng khoán thì chắc là khi nào mà nó phải giảm có von thì nó mới hồi được, còn giảm không von thì gần như khó hồi lắm. Ví dụ kiểu Dick ấy, nó giảm mà von cứ yếu này thì còn lâu mới hồi, mọi người hiểu không ạ? Khi nào nó giảm như này mà von nó phải lên cơ. Đấy, như thế, cái đoạn cuối nó rơi phải rơi mấy phiên, rơi mạch cơ thì nó mới hồi được, còn nếu mà nó cứ giảm đều này thì rất khó để hồi, phải chia sẻ với như vậy, cực kỳ khó luôn. Nó phải có von nó mới đảo chiều. Von luôn là điểm đảo chiều của các tăng giá để tạo đỉnh thì nó cũng phải có von lớn, đúng không? Và giảm giá thì để tạo đáy thì nó vẫn phải có von. Đó, đúng không? Thì đấy là cái mọi người cần lưu ý. Thì cách mọi người bán yếu thì mọi người chọn cổ phiếu mạnh như thế nào thì mọi người có thể xem bản tin TVI những cổ phiếu nào mạnh Hùng nốt cho mọi người, đúng không? Hoặc ví dụ mọi người có thể cơ cấu, ví dụ hôm trước FPT, hôm nay ví dụ có thể FRT, CMG, MLG, tức là gì, là những cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường, đúng không? Là những cổ phiếu đang tích lũy nền khá là chặt chẽ thì mình tham gia, mình chọn lựa những cổ phiếu đó thì nó sẽ ổn hơn là việc mình cứ giữ mãi cổ phiếu yếu. Đấy là cái đầu tiên mình chia sẻ mọi người. Tức là nếu mà anh chị hỏi đúng không? Nếu đang cầm cổ phiếu yếu thì cơ cấu nào thì mình khuyên bán cổ phiếu yếu ra, mua vào cổ phiếu mạnh, đúng không? Mọi người nhìn vào cổ phiếu mạnh nó tăng nhiều rồi, cũng chưa biết thế nào là tăng nhiều. Đấy, câu hỏi thứ hai là gì? Là cổ phiếu tăng nhiều rồi nó có tăng tiếp không? Hùng đánh giá rằng mọi người nhớ một điều nhé. Vì sao có bài ví dụ FPT nó vượt đỉnh khoảng 60 gần 30 lần, đúng không ạ? Tại vì cổ phiếu mạnh thì nó phải phá đỉnh liên tục, nên là việc nó tăng giá là đương nhiên rồi. Tại vì nếu mà cổ phiếu đấy không tăng giá thì mọi người đã xếp nó vào yếu rồi, đúng không ạ? Vậy thì quan trọng là gì? Là đấy đúng là cổ phiếu mạnh đấy, nó lên nhiều rồi đấy, nhưng quan trọng là mọi người phải chọn cái điểm vào. Ví dụ FRT nó đang tích lũy, đúng không? Nó đang tích lũy nền này, nó rất là đẹp, đúng không? Thì mình tham gia được, đúng không? Hoặc là test nền, ví dụ CMG đang tích lũy, đang đi ngang ở đây, nó đang ngang này, hoặc cậm chí cả MLG nó đang đi ngang ở đây, đúng không? Nó là một sự đi ngang rất là tốt, trạng thái rất là đẹp, đúng không? Thì mình tham gia được chưa, đúng không? Hoặc ví dụ SHIB hôm trước nó test nền đây, nó squat nó test lại nền này thì nó chạm nền thì mình thăm dò, đúng không? Đó, thì họ kể cả Đức Giang, đúng không? Đợt rồi, trong tuần này nó bật, đúng không? Thì quan trọng nhất là gì? Là khi cổ phiếu nó đạt tiêu chí mọi người thì mọi người mua. Vậy câu hỏi này, tức là cổ phiếu mạnh nó có lên tiếp được không? Có. Chỉ cần nó tích lũy chặt chẽ nó sẽ lên tiếp. Chỉ cần cổ phiếu nó chưa gãy xu hướng tăng nó sẽ lên tiếp. Đúng không? Nghịch lý vĩ đại trên thị trường chứng khoán đó là gì? Cổ phiếu tăng thị giá cao thì lại càng tăng cao hơn, còn cổ phiếu giảm thị giá thấp thì lại ngày càng giảm sâu hơn, đúng không? Hùng cũng từng như mọi người, Hùng cũng từng không biết ra yếu ở mạnh, Hùng cũng suốt ngày thích cổ phiếu yếu, suốt ngày mua cổ phiếu yếu kém, đúng không? Với cùng Hùng đã thay đổi. Và sau vài lần Hùng nhận ra, khi mà thị trường vào xu hướng tăng thì việc của mình là phải tìm cổ phiếu mạnh nhất, đúng không? Ra yếu và vào mạnh, hiệu quả rồi sẽ tăng, mạnh dạn mà rèn luyện, hình thành nên kỹ năng, đúng không? Trong một xu hướng tốt, nắm giữ là thành công. Vào cổ phiếu mạnh nhất, đừng vào dòng nặng bông. Nên Hùng hy vọng là mọi người sẽ nhớ. Đấy, đầu tiên ta cầm cổ phiếu yếu thì cơ cấu nào? Là bán cổ phiếu yếu, mua sang cổ phiếu mạnh. Vậy cổ phiếu mạnh nó có thể lên được tiếp hay không? Có, nếu nó tích lũy tin cậy nó sẽ lên được tiếp. Và câu hỏi thứ ba cũng là một câu hỏi mà cũng rất nhiều anh chị hỏi Hùng, là khi chúng ta chọn được cổ phiếu mạnh rồi thì chúng ta mua như thế nào, đúng không? Thì thực ra mọi người biết là ví dụ cổ phiếu mạnh thì nó luôn có sự tích lũy, đúng không? Nó sẽ tích lũy và sau đó nó sẽ, Hùng gọi là tích lũy cạn kiệt, và sau đó nó sẽ tích lũy bùng nổ. Thì mọi người có thể mua thăm dò trên nền tích lũy cạn kiệt của nó, và khi nó bùng nổ mọi người sẽ gia tăng. Đó, ví dụ mọi người nhớ rằng Đức Giang là một phiếu Hùng đã khuyến nghị anh chị khách hàng TVI 120-122, đúng không? Và sau đó test lại nền đúng vùng này. Đấy, đúng không? Và khi nó break out thì mình mua gia tăng. Ra người này. Đúng không? Hoặc là ví dụ kể cả FRT ngày hôm nay rất nhiều người bảo Hùng nó cao quá rồi, đúng không? Nhưng hôm nay vẫn điểm cho anh chị khách hàng TVI là gì? Là thăm dò quanh 172, tại Hùng điểm cho cả tuần vừa rồi luôn. Thăm dò quanh 172 và khi RT vượt qua 179 thì mua, hôm nay đóng đúng 179 đạt điểm mua. Đúng không? Thì mình mua thế thôi, mình mua bán đúng nguyên tắc mọi người nhá. Mình cứ mua đúng nguyên tắc và cái thành quả lợi nhuận nó sẽ đến với mọi người. Hùng khẳng định mọi người như vậy. Nếu mà mọi người chưa bao giờ mua như vậy, hãy thử một lần nhá.
hãy thử đúng một lần thôi, mọi người sẽ thấy sự hiệu quả của nó. Hãy tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất trong, đúng không? Thì chắc chắn là tài khoản mọi người sẽ tăng trưởng tích cực hơn thị trường chung. Có một điều thứ tư cùng chia sẻ mọi người là trong giai đoạn sắp tới thì có thể thị trường nó sẽ tích cực hơn, nó sẽ mạnh mẽ hơn, tại vì nó sẽ phân hóa theo mùa kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp. Và mọi người biết rằng quý 2 cũng là một quý rất tích cực trong việc tăng trưởng của doanh nghiệp. Hùng tin là rất nhiều doanh nghiệp nó sẽ duy trì sự tăng trưởng mạnh của mình, những nhóm ngành như bán lẻ, đúng không, xuất khẩu, đặc biệt là dệt may, đúng không, hoặc kể cả công nghệ. Ông FPT cũng ra 2 tháng tăng trưởng mạnh thế thôi, chắc chắn là tháng nữa sẽ tăng trưởng, đúng không? Thì rất nhiều cơ hội nó vẫn sẽ mở ra. Và mùa kết quả doanh quý thì mọi người nhớ một điều là những doanh nghiệp mà kết quả doanh không rõ ràng, mà không chắc về sự tăng trưởng, mà cổ phiếu lên giá thì nó sẽ phải trả lại cái giá định giá hợp lý. Nên là muốn dặn mọi người là mọi người đừng có FOMO hay mua bán bừa bãi, mình chỉ khuyên là như vậy thôi. Hãy tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất thị trường và đừng có lan man quá nhiều. Đừng chỉ chọn cổ phiếu theo mẫu hình kỹ thuật, mà đoạn này phải có yếu tố cơ bản nữa. Cái động lực tăng giá của một cổ phiếu bền vững nó phải đến từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Đấy là cái lời khuyên của cá nhân Hùng. Nói chung là video hôm nay thì cũng khá dài rồi, thì Hùng chắc là Hùng sẽ kết thúc ở đây. Chốt lại về thị trường chung của chúng ta thì vẫn nằm trong một xu hướng tăng, và hiện tại có 3 phiên phân phối. Tỷ trọng cổ phiếu TVI vẫn duy trì 90%, đây là mức tỷ trọng cao nhất mà chúng tôi khuyến nghị, đúng không? Tức là chúng tôi vẫn sẽ nắm giữ cổ phiếu đến khi nó vi phạm nguyên tắc bán. Mặc dù bây giờ thì rất nhiều anh chị theo lâu thì chắc là thành quả cũng rất là tuyệt vời rồi. Và với những anh chị vào mới thì lại chia sẻ cái thứ hai, tỷ trọng 90%, tức là chúng ta sẵn sàng tham gia thăm dò và gia tăng với những cổ phiếu đạt tiêu chí của chúng ta, những nền tích lũy chặt chẽ ở những cổ phiếu mạnh và sự vượt đỉnh viên mãn sau đó. Nếu anh chị nào mà yêu mến kênh chứng khoán TVI thì hãy cho xin một like nhé. Và một điều nữa là thị trường trong thời gian tới Hùng tin là nó sẽ có thể tích cực hơn, nên mọi người hãy tập trung nắm giữ thật chặt những cổ phiếu mạnh mình đã tham gia nhé. Và với những anh chị là mới vào Zoom TVI thì hãy nhớ, đúng không, đọc kỹ các bản tin hàng ngày của chúng tôi, và cuối tuần Hùng sẽ dành thời gian là soát lại trạng thái từng cổ phiếu và chúng ta sẽ phân lớp lại sức mạnh của từng nhóm ngành, đúng không, để anh chị mới vào có thể dễ chọn lựa hơn. Và mọi người hãy tự tin, mọi người chọn vào những cổ phiếu mạnh nhất theo khuyến nghị của chúng tôi. Có thể nó đã tăng mức độ nhất định, đúng không? Nhưng mà nó có điểm mua, chúng ta vẫn mua và chắc chắn chúng ta sẽ khả thái thành công. Ai nghĩ rằng một lúc chúng ta cứ nghĩ FPT 100 trước chia, đúng không? Sau đó lên 120, 130, 150 trước chia, đúng không? Và bây giờ nó đang ở vùng 136 sau chia. Đấy, tức là từ một giá trước chia tầm khoảng 160, đúng không? Nên đấy là cái mọi người sẽ lưu ý. Ok, chúc tất cả anh chị em đầu tư thành công nhá. Và nếu anh chị muốn tham gia Zoom VIP của TVI thì hãy liên hệ trực tiếp Hùng và số điện thoại các bạn trợ lý theo phần mô tả của video này. Cũng có Zoom trải nghiệm ở phần bình luận để mọi người có thể tham gia. Tham gia đoạn này thì vẫn nói rằng đây là thời điểm hợp lý nhất, tại vì thị trường nó đang có tích lũy trong một giai đoạn điều chỉnh nền tảng trên nền tảng, đúng không? Thì đấy luôn là cơ hội để rất nhiều cổ phiếu mạnh nó sẽ xuất hiện sau đó, và anh chị tham gia anh chị sẽ vẫn tìm kiếm được và sẽ lựa chọn được cổ phiếu cùng TVI nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người đầu tư thành công và cuối tuần vui vẻ, an nhiên, bình an. Bye bye tất cả mọi người.